vừa mới đi ra đường đã được nguyên cục này. Cái bát này anh em thấy không? Bát xin chi không? À, cái bát người ta là phải làm vầy chứ. Cái này gọi là ruộng bậc thang anh em ha. Cực kỳ phê luôn. À, nguyên bát. À, thì anh chủ xe đang đi cái này là ABS. Bởi vì ông hắn đi cái con 2 bit này là hắn phê rồi. Nhưng mà cơ bản hắn tự tin lắm. Xe có ABS mà. Nên cha này ra chơi luôn. Cha lên luôn cái con heo 4 bit. Đã có ABS thì ngán gì 4 bit. Quật hết luôn. Đó. Anh em hiểu không? Có 4 bit rồi thì cứ có ABS rồi thì cứ chơi xả láng đi, con nào ABS nó cũng giải quyết được hết á. Cái vấn đề ABS giải quyết hết. Đó. Lên 8 bit này, có 8 bit ổng lên 8 bit luôn á. Thắng là cắm đầu. Cơ bản á là rider làm rider riết quen miệng anh em. Rider đang làm đây. Cái này là Winner X. À, cái ti phuộc nó bự, ti phuộc nó bự lắm. Nên anh em gắn con heo này vô thì nó đúng bài luôn rồi. Đó, thấy bát không? Bát bao phê luôn. Đó. Gắn cái bát vô. Đó, bát vô, con heo vô nó trời ơi nó tê. Đó, cái này là hàng có sẵn anh em ha. Anh em có nhu cầu mua heo bát thì cứ liên hệ trong tin shop anh em ha. Đồ gì cho đồ phân khối lớn thì mình cũng khá khá nhiều đó. Thì bây giờ mình và ông anh này sẽ tiến hành gắn lên con xe này. Xe gì đâu mà xe lỏ mà đi RCS Costa Costa 17, đi 17 mới chịu cơ. À, đúng bài luôn. À. À đây, xin chào anh em, đây là con quả đen này, con quả đen này chắc. con quả đen này là tai nạn xe với là giờ xe bị bắt mất luôn rồi, nó tội ghê luôn. Cái này là đang úp xe, đang úp radio đen sai chia nha. Đây. Đó, đang úp lên anh em ha. Nói chung là mấy con này để 4 cái lựu đạn nhìn quế tèo quá. Đây, 4 cái lựu đạn đây nha, cái lựu đạn nhìn chán đời. Bởi vậy nên bây giờ mới loại ngắt hết lựu đạn ra. Đó, nhìn cái xe nó sẽ gọn gàng lại anh em thấy không? Mà cái màu xanh mít này rất là độc ha. Trời sáng này anh em thấy màu xanh đúng không? Nhưng mà đi mà chiều chiều á là nó thành màu đen. Bá đạo cho đó đó. Thôi mình nói con đó là mình tới mình làm việc với anh trai này đây. Đây. Điện nó phê gì đâu luôn á, con này ông còn chê. Giờ lên 4 bit. Rồi, làm đi anh trai. Đó, thấy không? Bây giờ chủ tiệm á là chỉ làm YouTuber thôi. Còn gắn vọng gì thì khách tự làm. Từ từ tháng anh khi nào chưa gỡ nóc này ra nữa chứ không không có thế gỡ không nổi đâu. Ừ, chơi mà cốc xa cốc ta luôn. Hên không phải cốc xê. Anh em đã gắn Winner, gắn đẹp đàng hoàng nhá. Gắn bao đẹp luôn á. Chế lại sơ sơ cái một, nói chung là cũng chẳng chế gì nha. Cái này là cắt bỏ cái bát đi anh chị. Không cắt luôn hả? Đi luôn ấy. Gắn như gì luôn anh em, không cắt gì hết á. Mua về là gắn rồi. Đây. Đây này bên trong tin shop đang bán anh em ha, giá mà bao tốt thị trường luôn. Anh em có nhu cầu mua thì ủng hộ. Lấy mỗi cái đó đúng không? Bây giờ mình đang chuyển hướng qua làm mấy cái đồ mà phân khối lớn này nha, mấy cái đồ chơi cao cấp một xíu. Đây mình làm đồ nhỏ riết rồi, giờ mình cũng lâu lâu mình phải đổi hướng xíu chứ. Anh em mà thương tình ủng hộ nhá. Giá thì mua đâu cũng vậy, mua bên mình cảm ơn. Đây, bát heo. Bao đẹp luôn anh em ha. Chất lượng cực kỳ luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ tiến hành gắn con heo này. Rồi, giờ gắn bát vô nha, thấy chưa? Bát mà mình CNC thì bao chuẩn. Tính như Lê Duẩn. Gắn như jean hết anh em ha. Thì bây giờ con đằng trước này thì ổng sẽ chuyển ra đằng sau. Nó đâu cũng vào đó à. Nói chung là vẫn là nằm trong cái tính toán của ổng hết. Chuẩn, bao chuẩn, khỏi phải ngắm. Đẹp trai người ta mới quay chứ mẹ xấu rồi quay. Có cái thứ kẹp không? Bây giờ cái vấn đề nào anh biết vấn đề gì không? Hai ốc 10 ly. Anh có nhưng mà anh không khai này được trai. Anh cắm vô em coi cái nó chuẩn chưa nè. Ai nói Winner chịu chơi, vấn đề là mình chơi không chơi thôi nha anh em. Bố này mới keng xe beng, len keng rồi chứ. Con heo này giá bên trong tin shop thì bao tốt nha anh em. Ở ngoài như bán 4 triệu 8 không ta? 4 triệu rưỡi. Ghê à? Thôi kệ, giá anh em cứ liên hệ mình nha. Ha. Vừa khít luôn. Keng xe beng luôn, thấy chưa? Đó.
Đấy, em đi thêm sợi dây dầu đấy, hai con bồ lon không có gà. Không, hôm bữa anh có hỏi ăn dây dầu rồi. Này lên phê chứ ha. Cũng mắc như chó vậy đó, nhưng mà không biết bao nhiêu tiền. Chưa coi lại giá. Đây. Đó. Giờ mình tiến hành thôi. Nhìn đúng tê càng luôn á. Làm cả trăm con rồi không chuẩn ra được. Giờ phải làm con đầu tiên nữa. Không lệch đâu. Sao lệch được? Quá sát bên này, lệch hai ly với trên. Không có lệch. Trên hai cái lục đèn. Thì kim y nó lệch ra bên này à, hay sao? Ra bên này anh cho đẩy bên kia nó cả mà vô mâm mỏi. Đâu lệch đâu, nó vừa giữa con heo luôn rồi, sao lệch được? Nhìn thẳng bên này chứ. Không có lệch. Nó cả vô mâm. Làm chuẩn luôn rồi, không có lệch. Lấy cho dầu thắng nhanh rồi, cái khóa 11 luôn. Thêm một ly. Coi cái nó dính mâm không vậy? Đâu em nhìn đây là nó nằm vừa giữa đúng giữa con heo luôn mà giữa rãnh mà đâu có lệch. Anh nhìn thẳng nhìn vừa thôi rãnh sao lệch được? À. Vừa giữa rãnh luôn á, chính xác giữa luôn á. Không có lệch. Ừ, anh nhìn ngang ngang thì nó xéo xéo á chứ nó không lệch, nó chuẩn luôn rồi. Không, anh nhìn cái ngàm nó ở trong bên này, cái ngàm ở bên mép trong. Không, này, nó làm vừa trong bên này nè. Bây giờ nó chỉ có hở có khoảng tay 17 này, bóp mà còn cảm thấy là phê nữa ha, vẫn còn gió ha. Đó. Rồi anh em ạ, đây con heo Rambo 4 bit đã lấy dầu xong. Phải công nhận là con 4 bit này hao dầu kinh khủng. Lượng dầu nhiều kinh khủng. Chuyển khoản nhiêu vậy? 4.685.000. Ok. Cho thằng này nó ra. Nói chung là ok rồi.